mến chào ông bà cô bác anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh kim anh xứ người chào bạn nếu bạn là người lần đầu tiên đến với kênh kim anh xứ người thì vui lòng cho mình xin một like một share và một đăng ký nha cảm ơn bạn rất nhiều và hôm nay là cuối tuần mình mời cả nhà cùng đi thử rượu ha đi lên cái vùng nắp này nè đây là cái thung lũng rượu nho đó các bạn ở đây là cái thung lũng napa đó đây à nè các bạn thấy không đó mình sẽ quẹo vô trong này ha thì uh, trong đây là uh, cái nhà rượu á họ cho mình uh, tham quan cho mình thử rượu miễn phí à, nếu như mà mình thích thì mình có thể mua ha đó nhưng mà tại vì ở đây nó không có cho mình uh, quay phim chụp hình thành thử ra mình chỉ uh, chụp được có bao nhiêu đó thôi chứ không có bỏ lên được nhiều bỏ nhiều bị phạm luật của nó họ đó thì cái ở đây mua mình nó cho mình thử rất là nhiều loại rượu rượu vang rượu vang đỏ rượu nho rồi đó các bạn có rất là nhiều loại rượu thì đây là cái pham nho nè các bạn cánh đồng nho đó ở đây là quyên một cái cánh đồng luôn thì cái dùng này nó là cái thung lũng thì nó có diện tích là 45.342 mẫu anh thì tương đương với 18.343 hecta đó các bạn nó là một khu vực rất là lớn của California thì nó được cái thung lũng này được cấp cái trạng cấp bằng Ava đó các bạn hay là cái khu vực mà trồng nho Hoa Kỳ vào năm 1981 và nó trở thành là cái khu vực mà được cấp AVA đầu tiên ở California và đứng thứ hai ở Hoa Kỳ đó các bạn thì cái cánh đồng nho này rất là rộng ở đây người ta đa số là người ta chỉ trồng nho thôi tại vì nó được bảo tồn đó các bạn à, họ nhà nước không có cho xây cất phát triển nhà ở gì ở khu vực này hay là thương mại gì đâu ha chỉ là để trồng nho để sản xuất rượu thôi thì đây là cái thung lũng mà trồng làm ra rượu vang hảo hạng của thế giới luôn đó các bạn nó được công nhận bởi phán quyết của pháp vào năm 1976 đó thì cái thung lũng này á nó sản xuất rượu À, không có được không có nhiều đâu so với à, thế giới nhưng mà mà các bạn biết không một năm á, nó đổ nó đổ vào nền kinh tế địa phương á, là ở à, thung lũng napa thôi 9,4 triệu tỷ 9,4 tỷ đô la đó các bạn và gần 34 tỷ đô la vào ngành rượu vang hoa kỳ ở thung lũng napa này á rồi à, cũng cái thung lũng Napa này á, họ tạo công ăn việc làm cho 40 ng 44.000 người làm và 190.000 người làm trên toàn quốc luôn á các bạn. Họ rất là ở cái khu vực này rất là nhiều cái hãng cái xưởng rượu ha. Thì ở đây rất là nhiều luôn. Đa số là nhà máy rượu không á à, có khoảng à, ở cái thung lũng Napa này nè các bạn có hơn 700 người trồng nho ha. Thì rồi có khoảng 475 nhà máy rượu vang ở cái quận Napa này đó các bạn. Họ sản xuất ra hơn 1000 nhãn hiệu rượu vang khác nhau. Thì khoảng 95% nhà máy rượu ở thung lũng Napa này á thuộc sở hữu của gia đình. Với một vài ngoại lệ hầu hết đều có quy mô nhỏ Nhưng mà họ sản xuất hơn 10.000 thùng mỗi năm đó các bạn Rồi có một số thì sản xuất gần 1.000 thùng mỗi năm luôn Cho nên cái chỗ này nó rất là có tiếng Các bạn biết là thung lũng Napa này á nó được hơn 3 triệu người ghé thăm mỗi năm á nó trở thành cái điểm đến du lịch nổi tiếng thứ hai ở California sau Disneyland đó các bạn thì các bạn thấy trước mặt các bạn đó chỉ là farm cánh đồng nho vậy thôi nó nói dài dài lắm các bạn ơi cái này là mình đi mình quay từ từ cho các bạn coi nè chứ chạy thì đi bộ thì quay ít thôi chứ còn mà nếu mà đi xe nó chạy vừa dèo dèo qua không mà coi chóng mặt lắm thì À, cái uh, uh, trở lại là ở đây có 475 nhà máy rượu vang thì uh, họ có uh, mở cửa bán phục vụ cho người dân thì uh, họ cho mình thử mình vô đó mình thử rượu thoải mái nhưng mà phải có người chở mình về nha Tại vì uh, rượu vang uống uh, mới đầu uống thì nó ngọt ngọt nó rất là ngon các bạn nhưng mà rất là dễ bị say luôn á uh. thì uh, cho nên là thường đa số là cuối tuần á, người ta hay rủ nhau là đi thử rượu, nhất là mùa hè nè các bạn là đông lắm, đi thử rượu cái thú của người Mỹ bên đây á là đi thử rượu vô trong đó rồi cái thử rồi ngồi nhâm nhi tại vì à, trong cái chỗ thử rượu á, cái chỗ đó họ bán rượu họ bán đồ ăn à, giống như là à, burger rồi uh, french fry nói chung là nhiều thứ uh, đồ ăn mình có thể nhâm nhi luôn đó các bạn rồi uh, cho nên giống như là cái nhà hàng nhỏ trong đó luôn đó uh, cho nên rất là nhiều người thích đi uh, thử rượu cuối tuần thì mình cũng uh, xí soạn đi với lại uh, mấy người bạn đi vô đây uh, thử rượu uh, rồi uh, để uh, tham quan luôn nhưng mà tiếc là họ không có cho mình quay ở bên trong đó cho nên mình chỉ chụp được vài tấm hình thôi Tại vì nếu như mà mình uh, quay mình bỏ lên sẽ bị đánh bản quyền á các bạn đó thì uh, nhìn cánh đồng hiện tại bây giờ thì nó chưa có trái đâu cỡ tầm tháng, uh, 9, tháng, uh, tháng 9 tháng tháng uh, 9 tháng tháng 8 tháng 9 đó các bạn thì đó là cái mùa thu hoạch của nho đó ôi trời ơi, đi mà nho chùm chùm đã lắm à, để mình à, sẽ đến à, mùa thu hoạch đó mình sẽ đi quay cho các bạn coi ha tuyệt vời lắm các bạn ơi đi mà coi mà mê lắm chùm 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 bự không à nho à, rất đó đây là mình chạy xe nè các bạn đó nó rộng lắm các bạn ơi chạy xe đó mà À, rất là ấy luôn họ trồng ở trên đồi rồi đủ kiểu đủ nơi nhưng mà rất là đẹp các bạn ha nhìn đẹp lắm luôn á đó thẳng hàng thẳng lối luôn á các bạn rất là đẹp thì à, à, cũng gần đến lúc phải nói lời chia tay với các bạn rồi cảm ơn các bạn đã coi hết video này xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp